Vâng, ngày 18 tháng 2 bên em vẫn đang miệt mài lắp những bộ combo karaoke gia đình. Đây là của bộ của chú gì nhỉ? Chú Đặng Hữu Trương ở bên bến xe nước ngầm. Cũng gần Hà Nội thôi. Chú lấy một combo loa VK921 bản Pro. Và chú lấy thêm con Sub Leader 12 cũng bản mới nhất hiện nay. Sub Leader 12 màu vân gỗ. Bên em cũng vừa test xong và bây giờ đang cho ra xe để sang lắp cho chú Trương ở bên bến xe nước ngầm. Và chú ghép thêm cho mình một con đẩy D50S. Và đây là bộ cấu hình ngày 18 tháng 2. Thì với nhu cầu karaoke gia đình thì với phân khúc dòng bình dân thì 921 thì vẫn là lựa chọn đầu vàng để cho quý vị và các bạn cũng như chú Đặng Hữu Trương chú lấy. Vừa trưng bày đẹp, vừa hát hay, vừa sở hữu công nghệ mới. Đầu năm 2021, thứ nhất là con D50S này, hai con Sub Leader 12 này, thì bản Pro này cũng là mới ra. Mọi thông tin chi tiết các bác nào mà có nhu cầu về âm thanh gia đình thì hãy liên hệ ngay cho đội ngũ JK Audio theo hai số là trên video. Và địa chỉ của công ty JK Audio ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Các bác cũng có đến trực tiếp và trải nghiệm đây, chú Trương cũng đến trực tiếp 133 phố Trường Lâm rồi ạ. Chú nghe và chú rất hài lòng và chú chốt luôn bộ combo và bây giờ là bên em sẵn lắp đặt. Bác thấy không ạ? Mặc dù các bác đến trực tiếp nghe cũng rất là ok và các bác đặt mua hàng online cũng rất là ok, rất là tuyệt vời. Vì khi mà đã sở hữu được công nghệ mới nhất của hãng WeWood thì chúng ta có thể cảm nhận được cái sự rõ nét cũng như sự sắc nét của cái bài nhạc mà chúng ta trải nghiệm trên combo loa WeWood. Thật sự là hãng WeWood cho chúng ta trải nghiệm hoàn toàn mới về cái công nghệ thực sự là vượt trội. Con đẩy D50S này, mic VK49 này, đó công nghệ vượt trội. Thì đó là những bộ thiết bị karaoke là hướng đến người tiêu dùng gần gũi nhất và dễ sử dụng nhất. Thì đó là hãng WeWood đang hướng tới, luôn luôn ra những sản phẩm rất là hot. Các bạn có thể mà theo dõi kênh thì luôn luôn có những sản phẩm mới, công nghệ mới luôn luôn cập nhật. Đó, các bạn nào mà chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những sản phẩm hot nhất, VIP nhất ở bên JK Audio nhé. Và bên em sẽ có cái video review lại cái không gian nhà chú Trương ở bên bến xe nước ngầm thì chúng ta có thể theo dõi cũng như cảm nhận rõ nét nhất nhân viên kỹ thuật đi lắp đặt. Đó, lên đường thôi ạ.